Chúa. Chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau. Trong phần đoạn Kinh Thánh được viết ở trong Giô-suê đoạn 9. Chủ đề của chúng ta học buổi sáng hôm nay là hiểm họa của đức tin. Chúng ta đã nói về đức tin rất là nhiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hiểm họa. Trước khi chúng ta học, xin một lần nữa anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện. Cha, chúng con cảm ơn Cha vì ơn lành Ngài ban cho chúng con. Và buổi sáng hôm nay, Ngài cho chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài và cho anh em chúng con hiệp một với nhau để thờ phượng Chúa. Giờ này chúng con học lời Ngài, xin Thánh Linh Ngài soi dẫn cho con, ban lời của Ngài cho con. Cắt đi ra khỏi trong chúng con những sự mệt mỏi và những sự ngăn trở ở trong tấm lòng của chúng con. Hầu chúng con được tự do để chúng con nghe lời Cha. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý chân thành cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh nói người khôn ngoan ấy, khi thấy tai họa ở đằng xa bèn ẩn mình đi. Còn kẻ ngu dại lủi mình đi tiếp. Rồi cuối cùng gặp nhiều cái sự đau khổ. Chúng ta học để tôi và anh chị em nhận ra được những cái hiểm họa để chúng ta tránh. Chứ không phải là anh em lủi mình đi tiếp, lủi đi tiếp. Chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện ở trong Giô-suê đoạn 9. Xin mời một chị em đọc giúp dùm phân đoạn Kinh Thánh này. Dạ. Con xin phép đọc lời Chúa, Giô-suê đoạn 9. Các vua Canaan hiệp đảng nghịch Giô-suê, người Gabalôn nhờ mưu kết ước cùng Israel. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đan, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Liban, tức là các vua dân Hê-tít, dân Amorít, dân Canaan, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đều rập một ý hiệp với nhau cạnh giao chiến với Giô-suê và Israel. Khi dân Gabaôn đã hay điều Giô-suê làm cho Jericho và Ahi, liền tính cùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ lấy bao củ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách phá lại, dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũng mòn. Hết thải bánh về lương bị, họ đều khô và miếng vụn. Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Gilgal mà nói cùng người và dân Israel rằng: chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng: có lẽ cái ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng? Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: các ngươi là ai? Ở đâu đến? Đáp rằng: tôi tớ của ông hãy từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ai Cập, lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorít ở bên kia sông Giô-đanh là Si-hôn vua Hết-bôn và Ốc vua Ba-san ở tại Át-ta-rốt, các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ. Chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: hãy lấy lương thực dùng dọc đường, đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng: chúng tôi là tôi tớ các ông, và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa, bánh của chúng tôi ngày tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng nổi mà ngày nay đã khô và bể vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũng mòn, bởi vì đi đường xa, người Israel bị nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng ba ngày sau, khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel
hay rằng các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình, dân Israel lên đường và ngày thứ ba đến thành chúng nó, và các thành chúng nó là Gabaon, Kephira, Beeroth và Kiriath Jearim. Dân Israel không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ dân Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng làm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: chúng ta đã chỉ danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Vậy từ bây giờ chúng ta không thể hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy, phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Jehovah giáng trên chúng ta. Vậy các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để củi đốt sắc nước cho cả hội chúng. Y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó, Yushe bèn gọi dân đó mà nói như vậy: sao các ngươi đã gạt chúng ta, nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta. Vậy bây giờ các ngươi bị rủa xả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và sắp nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta. Chúng nó bèn thưa cùng Yushe rằng: ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay. Rõ ràng Jehovah Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Môsê, tôi tớ ngài biểu ban toàn sứ cho các ông và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đại chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Giô-suê bèn làm như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta học về đề tài hiểm họa của đức tin. Như vậy cái hiểm họa của đức tin đó là cái gì? Ở đây chúng ta khi nghe phân đoạn kinh thánh này, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó là gì? Đó là tin vào sự lừa dối và lập giao ước với nó. Lý do thiếu đề phòng, thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự cầu nguyện. Gabaon là một cái thành phố lớn của người Amorit. Ở trong Sa-mơn thứ nhì đoạn 21 câu 2 cũng có nói. Nó ở về phía bắc thành Jerusalem, gần Gê-ga và Gê-bê-a. Cư dân thành này, họ đã dùng mưu để lập giao ước với Giô-sê nên chưa bị tiêu diệt. Đất thành này là sản nghiệp của Benjamin, về sau chia cho người Lê-vi ở. Ở đây á thì có núi, có suối và có nhiều đá. Nguồn nước thì rất là dồi dào, đẹp và nổi tiếng. Vùng đất này là vùng đất rất là trù phú. Chúng ta thấy dân Israel, hay đúng là Giô-sê và toàn dân Israel bị dân này lừa. Chúng ta thấy nhìn họ lừa mà mình cũng thâm thấy, mình cũng rất là buồn phải không? Khi chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh này. Nhưng phân đoạn kinh thánh này giúp tôi và anh chị em để chúng ta cần phải tỉnh thức. Vì chúng ta đang biết rằng ma quỷ á, nó không phải chỉ dùng dân Gabaon lừa Giô-sê và toàn dân trong thời cựu ước không, mà nó vẫn còn
Thậm chí nó còn khôn ngoan và quỷ quyệt hơn đến lừa cơ đốc nhân ngày hôm nay. Chúng ta nên biết rằng Kinh Thánh á, không nói nhiều về sự lộ diện của ma quỷ đâu. Kinh Thánh á, dường như nói rất là ít về vấn đề lộ diện của nó. Nhưng mà Satan á, nó luôn luôn dùng đủ mọi trăm mưu nghìn kế để nó che giấu cái mặt thật của nó. Và chúng ta thấy ngay từ lúc ban đầu Kinh Thánh đã lập cái bộ mặt của nó ra, và Chúa cho chúng ta thấy nhìn hình ảnh nó lộ nguyên hình con rắn để lừa dối, gieo tội lỗi và chết chóc hỗn loạn ở tại vườn địa đàng. Satan nó là bậc thầy trong các bậc thầy của sự lừa dối. Nó nói dối về Đức Chúa Trời và đi lừa người khác. Đó là cái chiến thuật của nó. Satan đã gieo vào sự nghi ngờ ở trong tâm trí của tổ phụ chúng ta, để họ tin rằng Đức Chúa Trời là một người cha thất bại, không muốn cho con cái mình điều tốt nhất. Satan là kẻ thù lớn, là kẻ muốn chiếm đoạt và làm hư hỏng công trình sáng tạo. Nó hứa ban thiên đàng nhưng đem đến địa ngục. Adam đã bị cám dỗ và cả tin vào sự lừa dối của nó. Ông đã không có cử ăn cái trái cấm này. Và từ đó, những người sống trong dòng dõi của Adam đều phải đón nhận cái sự chết. Chúng ta thấy Satan đã dùng ba cái vũ khí để gây cho cái đức tin của chúng ta gặp hiểm họa. Cái thứ nhất đó là đánh lừa, và thứ hai đó là cám dỗ, và thứ ba đó là kiện cáo. Ba cái thứ này nó dùng đủ mọi cách để nó tấn công, đặc biệt là cơ đốc nhân hoặc là những người lãnh đạo hoặc là tất cả con dân của Chúa. Tôi và anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta hãy nhìn những cái sự thất bại của lãnh đạo hay là của tổ phụ chúng ta để chúng ta học, và chúng ta tránh những sự thất bại đó, tránh những cái ảnh hưởng đó. Chúng ta sẽ nói về sự đánh lừa. Để đánh lừa ai đó có nghĩa là làm cho họ tin lời nói hay nhìn thấy cái gì đó không phải là thật. Kẻ thù đem sự lừa dối đến cho chúng ta. Nó nỗ lực đánh lừa chúng ta để tin vào một cái gì đó không đúng. Vì chúng ta sẽ phạm lỗi. Đồn lý chúng xây dựng trong chúng ta thông qua sự lừa dối. Một thành lũy là một mô hình tưởng sai lầm bắt nguồn từ sự tin vào điều gì đó không phải là thật. Ngay từ đầu á, Satan đã đánh lừa Eva. Ma quỷ đã nói với bà rằng ngươi không chắc sẽ chết như Đức Chúa Trời đã nói với bà. Tôi và anh chị em, chúng ta phải đối phó sự đánh lừa này mỗi ngày với các lý thuyết không thật về Chúa Giêsu. Chính chỗ đó tôi và anh chị em phải nhận ra phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc từ câu 1 đến câu số 7. Chúng ta thấy dân Gabaon là người mang hình ảnh của Satan. Nó không có đến xuất hiện với một cái hình ảnh là một chiến sĩ mạnh mẽ,
Nhưng nó đến với một con người nghèo khổ rách rưới. Đây là mưu lược. Nó dùng cái cách là khổ nhục kế để đánh lừa người Israel. Họ giả vờ là những cái đồng minh hoặc những người bạn của chúng ta. Họ có thể muốn liên kết với chúng ta trong vài dự án tốt đẹp. Cũng như kẻ thù dân Giuđa nói rằng họ muốn giúp đỡ để xây dựng lại đền thờ Ê-xê-ra. Ngay cả họ còn muốn liên kết với nhóm của chúng ta. Như người nữ bị quỷ ám đi theo đoàn của Phao-lô quanh thành Philip. Cô ta dường như có một cái sứ điệp tốt, làm khi tốt lành á, khi nói cùng dân chúng, những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Ở công vụ đoạn 16 câu số 17, sứ đồ Phao-lô khuyến cáo chúng ta ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu số 14 rằng thậm chí quỷ Sa-tan đôi khi cũng giả mạo hay là giả dạng thành một cái thiên sứ sáng láng và đánh lừa. Chúng ta thấy rằng đôi khi có những người tình nguyện giúp hội thánh với các tài năng và tiền bạc của họ. Tuy nhiên, cái động cơ thật của họ là sự bại hoại. Chúng ta thấy có những người nam và có những cái người nữ của Chúa đã bị đánh lừa. Và cuối cùng họ bị thất bại ở trong cái bước đường đi theo Chúa. Và rất nhiều người đã dừng lại. Họ không thể nào tiếp tục bước đi hầu việc Chúa được. Tôi và anh chị em hãy cẩn thận trong vấn đề này. Phân đoạn Kinh Thánh từ câu 1 đến câu số 7 đó, thì chúng ta thấy rằng nó đánh lừa người Israel. Có một vài điều nó làm ở tại đây. Chúng giả bộ đi sứ. Thứ hai là lấy bao cũ chắc cho lừa mình. Thứ ba, bầu cũ vá lại. Thứ tư, mang giày cũ vá. Thứ năm, mặc quần áo cũ mòn. Thứ sáu, lương thực khô và vụn đi. Khô vụn đi. Chúng ta thấy nó đi sứ, nó đến trước mặt Giô-sê và những người lãnh đạo của dân Israel. Họ không phải đem vàng bạc châu báu đến để cám dỗ, mà họ đến với một con người mang hình vẽ là một người đau khổ, khốn cùng. Chúng ta thấy có một vài điều họ bị lừa dối tại đây. Thứ nhất, trong câu số 14, dân Israel thử lương thực của họ nhưng không cầu vấn Đức Chúa, không cầu vấn Đức Giê-hô-va. Thứ hai, đó là Giô-sê bèn lập hòa ước với họ, bảo đảm để cho họ sống, và các nhà lãnh đạo hội chúng thề nguyện để thông qua hòa ước ấy. Ba ngày sau khi lập ước với người Gabaon, dân Israel mới nghe rằng họ là người lân cận và ở gần mình. Chúng ta thấy kẻ thù có đến, có thể đến đánh lừa chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận cái đồ vật của nó và sau đó chúng ta lại lập ước với nó, thì chắc chắn nó sẽ đem rất nhiều cái rắc rối và phiền tối cho chúng ta. Ở trong Giô-sê đoạn 10 câu số 16, khi đã lập giao ước rồi, thì phân đoạn Kinh Thánh này đã cho chúng ta thấy có cái sự rắc rối tại đây. Người Gabaon
bèn sai người báo tin cho Giô-sê tại trại quân Dinh Ranh: xin ông đừng bỏ mặc đầy tớ ông, xin hãy nhanh chóng lên đây giải cứu chúng tôi. Xin cứu chúng tôi vì tất cả các vua dân Amorit trong vùng đồi núi đã liên minh tiến đánh chúng tôi. Theo mạng lệnh của Chúa, bảo cho Giô-sê và toàn dân Israel là phải tiến vào xứ hứa và tiêu diệt mọi kẻ thù. Tiêu diệt có nghĩa là không cho nó sống, và trừ nó ra khỏi đất, cái vùng đất đó. Nhưng bây giờ họ đã lập giao ước. Lập giao ước có nghĩa là cho họ tồn tại và cho họ sống, và không được quyền đụng đến họ đó. Khi họ bắt đầu tiếp nhận, khi bắt đầu họ lập giao ước xong rồi, thì họ mới nhận ra rằng cái dân Gabaon này rất là ở gần chúng ta, và cái thành phố của nó rất là kiên cố, và nó là những con người rất là thông minh chứ không phải bình thường. Khi lập giao ước rồi, họ mới nhận ra điều đó. Khi nhận ra thì họ mới làm gì? Họ mới nói những lời nguyền rủa, là họ nói rằng là dân này phải làm nô lệ phục dịch, xách nước, đốn củi, làm tất cả một công việc nặng nhọc để giúp đỡ cho người Israel. Chỉ có với một cái điều kiện duy nhất là phải cho họ xong. Kẻ thù, họ không có sợ đói, sợ khổ, sợ nghèo, sợ phục dịch, nhưng mà họ sợ chết, họ sợ bị trừ diệt ra khỏi xứ họ. Họ dùng một cái chiến lược, họ biết rằng người Israel khi họ đem quân đánh vào cái vùng đất này là họ không có được quyền thỏa hiệp bất cứ một dân tộc nào, mà họ phải trừ diệt hết. Dân Gabaon này biết được cái điều đó. Mọi giá, mọi cách, họ phải làm sao lập hòa ước với Israel. Nếu không có lập hòa ước được, thì chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt, giống như là dân thành Jericho bị tiêu diệt, dân thành Ai bị tiêu diệt. Chúng ta đã học về đức tin của dân Israel ở tại thành Ai. Đức tin này đã bị vô hiệu hóa bởi tội lỗi của Acan. Nhưng sau đó, đức tin đã được phục hồi khi dân sự hạ lòng ăn năn và trừ diệt cái sự gian ác đó. Nhưng đến đây, thì họ lại tiếp tục bị một cái sự hiểm họa nữa, nhưng mà nó là một cái dạng khác, không phải là tội lỗi, nhưng mà là một cái sự thỏa hiệp và một sự chấp nhận cho cái kẻ thù sống hòa với mình. Hỡi anh chị em, chúng ta là người hầu vì Chúa, là con cái của Chúa, anh chị em không được lập hòa ước với ma quỷ, lập hòa ước với kẻ gian ác, lập hòa ước với tội nhân, lập hòa ước với cái người hư mất được. Mà chúng ta chỉ có một làm một việc, đó là hãy cứu họ, hãy đem họ trở thành con của Đức Chúa Trời, chứ không thể nào á là sống lập hòa ước với họ, hay đúng ra là sống và mang ách chung với họ. Ở đây dân Israel hay là Giô-sê khi họ ký giao ước có nghĩa là gì? Họ đã chấp nhận mang ách chung với người này, và họ phải gặp rất nhiều cái phiền toái. Ở đây tôi muốn nói với anh chị em một vài điều ở trong đời sống của chúng ta. Dễ chúng ta mà lập hòa ước hay là mang ách. Có thể các bạn trẻ sẽ bước vào hôn nhân. Tất cả chúng ta ai cũng bước vào hôn nhân hết. Khi chúng ta lập hôn nhân, Chúa không cấm chúng ta, nhưng mà hôn nhân đó là một cái quyền quyết định. Hôn nhân đó là một cái sự sắp đặt của Chúa.
Hôn nhân đó là một cái sự chọn lựa. Chúa là đấng thiết lập hôn nhân. Nếu các bạn để cho Chúa chọn cho mình, nếu chúng ta cầu vấn Chúa, xin Chúa dẫn dắt con và Chúa cho con lập gia đình trong ý Ngài. Và khi hôn nhân đến với các bạn, chúng ta sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Và hôn nhân đó sẽ giúp cho chúng ta bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra. Còn nếu các bạn cứ lập gia đình theo ý của mình, có thể là một người nam ăn mặc sang trọng, bảnh bao, tạo một cái vẻ bề ngoài rất là hấp dẫn để thu hút chúng ta. Ở đây chúng ta là nói rằng là họ đến để đánh lừa chúng ta. Hoặc là có thể họ là người nam ăn mặc rách rưới, chắc các bạn nữ chắc không thích loại đó rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng các bạn nữ sẽ dễ bị đánh lừa. Thứ nhất là người nam ăn mặc sạch sẽ. Thứ hai là người nam gốc tức là Việt Kiều hoặc là người nước ngoài về. Tôi xin báo cáo cho các bạn biết, những người mà lập gia đình hoặc là muốn đi ra nước ngoài, mà nếu không phải là cái người Chúa dẫn dắt hoặc là cái người mà Chúa đã bày tỏ cho mình, thì các bạn sẽ gặp rắc rối khi chúng ta lập hôn nhân với người nước ngoài. Hãy kiểm tra cái động cơ chúng ta lập gia đình là cái gì. Lập gia đình để đi sang một cái quốc gia khác để thay đổi cuộc đời, để có đô la, để có tiền để gửi về cho cha mẹ. Hay là chúng ta lập gia đình để chúng ta làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Có một số bạn đã đánh mất cái tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình vì cớ họ không để Chúa dẫn dắt trong hôn nhân. Họ đã thỏa hiệp với người nam và người nữ, người đó không phải đến từ Chúa. Và khi họ đã lập giao ước rồi, là họ đã ký cái giao ước hôn nhân rồi, thì họ đã mang ách chung rồi. Và cái người mà họ sống chung đó, lúc đầu có thể chấp nhận về cái niềm tin của chúng ta, vì cớ chúng ta thờ phượng Chúa, vì cớ chúng ta cầu nguyện, vì cớ chúng ta có thể đi nhà thờ. Nhưng khi các bạn có con, hoặc là nhan sắc các bạn bắt đầu có sự thay đổi, là dấu hiệu của tuổi già đến đó. Tôi nói cho các bạn biết, đàn ông mà không có Chúa, đừng bao giờ tìm cái chữ hạnh phúc trong người đàn ông đó, sẽ không có đâu. Và họ chắc chắn lúc này là lúc mà các bạn sẽ yêu mến Chúa. Khi chúng ta có con, khi chúng ta bắt đầu trưởng thành hơn, thì chúng ta bắt đầu yêu mến Chúa nhiều hơn. Và chúng ta có thời gian và chúng ta dành nhiều thời gian cho công việc Chúa, thì cái người chồng của chúng ta là cái người sẽ phản kháng rất là mạnh mẽ trong thời điểm này. Tại vì họ muốn cho con của họ không đi trong con đường của Chúa và đi trong con đường của tội lỗi, đi trong con đường của ma quỷ. Họ tìm một cách để ngăn trở. Đó là những ngày đau đớn. Các bạn hãy cẩn thận trong vấn đề này. Đừng có mang ách chung với người không tin. Người không tin Chúa là người nào? Có một số bạn nói thế này: tôi nhìn thấy ở trong nhà thờ, trong hội thánh không có người nào hết, toàn là những người lập gia đình không. Ở ngoài thì trai gái rất là nhiều. Đi vào trong hội thánh chắc chắn 100% lỡ giá. Và có nhiều bạn bắt đầu sợ đi theo Chúa, sợ đi theo Chúa ở đời ở giá luôn.
Khi chúng ta sợ hãi như vậy và chúng ta bắt đầu gì? Cho phép mình hạ cái đời sống thuộc linh mình xuống. Và chúng ta bắt đầu tìm những con người mà không phải là người của Chúa đưa đến. Hôn nhân của các bạn sẽ gặp rắc rối sau này. Các bạn đang chứa ai? Gabaon. Gabaon đó là một kẻ thù. Nó rất là tinh vi. Nó không phải là người Ahi. Nó không phải là một cái con quỷ ghê tởm. Nhưng nó là một người đau khổ, rất là tội nghiệp. Có những người nam, những người nữ đến với chúng ta. Họ thương chúng ta, họ yêu chúng ta. Nhưng có một điều là gì? Họ không tin Chúa. Họ nói thẳng từ đầu luôn. Đạo ai nấy giữ. Anh rất là thương em, nhưng anh sẵn sàng chết cho em luôn. Nếu muốn chứng tỏ ngay bây giờ, anh tự sát trước mặt em nè. Nó có thể cầm thuốc độc, nó uống vô luôn. Nhưng các bạn nữ đừng có tin. Tại trước đó nó uống thuốc giải rồi. Đó là những kẻ lừa đảo mà. Nó khi nó dùng những cái mưu kế mà khổ nhục kế mà đau khổ như vậy đó. Cái cách này là cái cách mà nó thắng rất nhiều cái người nữ ở trong Chúa. Nhiều chị em nói thế này. Mình có Chúa, mình có tình yêu thương. Chúa dạy mình phải yêu thương mà. Mình phải thương xót chứ. Và kẻ thù nó cũng nói cái điều này. Nó nói rằng là em tin Chúa mà. Chúa dạy em yêu thương mà. Anh là một người đau khổ. Tại sao em không có thương anh? Tại sao em không có cho anh có một cơ hội? Nó luôn nói về tình yêu. Các bạn sẽ gặp rắc rối. Đó là một cái loại giả tạo. Hãy cẩn thận trước những loại người giả tạo. Chúng ta đừng bao giờ nghe những loại đàn ông mà đòi tự giận, tự sát trước mặt mình vì cớ nó yêu mình. Nếu các bạn mà lập hôn nhân với đó, nó sẽ trở thành một cái gánh nặng suốt cuộc đời của các bạn. Loại người đó sẽ không làm được gì hết. Tại vì lúc nào nó cũng muốn trở thành cái người mà lấy lòng người khác bằng cái sự đau khổ của nó thôi. Cũng có thể đó là người người nữ mang hình ảnh của Gabon này. Nó hay đánh lừa người khác bằng cái sự giả tạo của nó. Nhưng đầy trong người của nó đầy dẫy sự gian ác, mưu mô và xảo quyệt. Nó sẵn sàng chấp nhận, kiên trì, chịu nhục và mất thời gian. Nó có thể kiên trì hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, và thậm chí rằng là cả thế hệ của họ mất đi, họ trông chờ một thế hệ sau để trả thù. Đó là bản chất của Gabon này. Và chúng ta thấy đây là một cái chiến lược của ma quỷ. Có rất nhiều chị em và những anh em là những người hầu vì Chúa. Khi họ lập gia đình, họ đã tin vào những sự lừa dối đó. Họ đặt cái tình yêu của họ, nó không phải là tình yêu thật của Thiên Chúa, mà lòng thương hại. Không có tình yêu nào mà có thể sống suốt đời và hạnh phúc nếu không phải đến từ yêu, tình yêu của Chúa. Chúng ta lấy một người mà chúng ta thương hại người đó, thì các bạn đã gặp khổ rồi đó. Là chúng ta đang mang ách chung với cái kẻ ác rồi đó.
Một người yêu thương thật của chúng ta, họ không bao giờ giả bộ, mà họ sẽ bày tỏ cái cách sống thật của họ ra cho chúng ta. Một cái dạng người nữa, không phải là bước vào trong hôn nhân, nhưng họ có thể là người tin Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh chị em có sự khôn ngoan để nhận biết. Có rất nhiều người tin Chúa, hoặc là họ đến với chúng ta để trở thành người hầu việc Chúa. Nhưng thời gian đầu á, thì chúng ta thấy rằng họ rất là dễ thương, rất là gần gũi. Nhưng mà chúng ta thấy trong người của họ, nếu anh chị em cầu nguyện, thì chúng ta thấy họ có những cái động cơ đằng sau đó. Rồi cuối cùng điều gì xảy ra? Họ chỉ là Gabaon thôi. Họ có thể làm đủ mọi cách, nhưng mà đằng sau sâu xa trong người của họ đó là dạng khác. Tôi đã đối diện cái điều này cũng khá nhiều anh chị em. Chính chỗ đó đó, anh chị em cũng cần phải cầu nguyện Chúa cho mình có sự khôn ngoan để nhận ra. Ma quỷ ngày hôm nay nó không phải chỉ đến và lừa dối chúng ta giống như hình ảnh của Gabon, nhưng mà nó lại đến đội với một cái lớp khác. Tại vì Gabon đó là nó đội cái lớp, đó là lớp người nghèo khổ. Nhưng mà con cái của Chúa ngày hôm nay sẽ gặp một cái dạng đội lớp, đó là tiên tri giả hoặc là giáo sư giả. Họ đội lớp là người hầu vị Chúa, nhưng thật sự không phải đến từ Chúa. Phi rơ thứ 2 đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 3. Nhưng cũng có những kẻ tiên tri giả trong dân chúng, cũng như có các giáo sư giả giữa vòng anh chị em. Họ sẽ bí mật đưa vào những cái tà giáo quỷ hoại, ngay cả chối bỏ Chúa là đấng đã mua chuộc mình, chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho chính mình. Có nhiều người sẽ đi theo đường xấu hổ của họ, và vì họ mà con đường lẽ thật bị xúc phạm. Họ bị tham lam, sẽ bịa đặt nhiều chuyện để bóc lột anh chị em. Sự hình phạt dành cho họ vẫn sẵn sàng từ lâu, và sự hủy diệt của họ chẳng hề ngủ. Anh chị em, hãy cẩn thận khi chúng ta liên kết, giao kèo, hoặc là lập những cái lời thề hứa với những người có những cái động cơ xấu, những người giả vờ đến với hội thánh xin tin Chúa, hoặc là đến với hội thánh giảng dạy, hoặc là thăm viếng. Trong anh chị em, chúng ta có những anh chị em mình rồi, chúng ta đã biết họ là ai rồi. Nhưng anh chị em biết rằng sẽ có nhiều cái tình trạng là tiên tri giả sẽ xuất hiện và giáo sư giả sẽ xuất hiện. Họ là muôn sói, nhưng mà họ đội cái lớp chiên. Bản chất bên trong của họ là sói. Sói á, là nó thích cắn xé chiên, và chiên chỉ là mồi cho nó thôi. Để nó tấn công được bầy chiên, để nó cần phải làm gì? Nó cần phải giả dạng giống như con chiên. Cái tiếng nói, rồi thậm chí cái sự gần gũi của nó. Và nó lúc đầu á, mọi người sẽ nói rằng vì không, nó rất là tốt, nó rất là dễ thương. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là như vậy. Có một vài lần, có những anh chị em á, dắt một vài người đến với nhà thờ để cầu nguyện tin Chúa.
Nhưng mà anh chị em thấy anh em đó đến với hội thánh nhà thờ đó, thì có người đến tin Chúa là mừng lắm. Rồi sau đó đó, anh chị em chỉ ép người ta tin Chúa thôi. À, hãy lên đây để mục sư cầu nguyện cho. Hãy lên đây để mục sư cầu nguyện cho. Chúng ta chưa bao giờ làm chứng như người ta tin Chúa. Cũng chưa bao giờ tìm hiểu người ta ở đâu. Rồi những cái loại người đó đó, họ cũng sẵn sàng họ lên họ tin mà. Nhưng cuối cùng là gì biết không? Họ là kẻ đi lừa đảo. Và họ là đầy dẫy sự gian ác trong đời sống của họ. Có những người đến với chúng ta. Họ tự xưng mình là mục sư. Họ tự xưng mình là người hầu việc Chúa. Họ nói tiên tri luôn. Họ có thể giải cứu đuổi quỷ được luôn. Họ có thể là những cái người rất là lịch sự, lịch thiệp. Và ra vẻ rất là đạo mạo. Cũng như là một người hầu việc Chúa. Nhưng mà cái bản chất sâu xa của họ là với động cơ khác. Họ đến chúng ta để xin chụp một tấm hình. Họ đến chúng ta để xin một cái buổi gì đó giao lưu thôi cho họ tham dự. Nhưng sau đó thì họ ẩn mình trong anh em và họ chụp hình anh em. Họ chụp hình anh em không phải là để họ lưu về cái kỷ niệm nào đó, mà họ sẽ liên hệ với một cái tổ chức nào đó. Và sau đó họ nói thế này: đây là cái hội thánh mà tôi sinh hoạt. Đây là cái nhóm người này là người tôi đã từng gây dựng họ rồi. Thế là chúng ta không biết gì hết. Chúng ta trở thành người gì biết không? Như là những con chiên được có hình ảnh. Rồi chúng ta cũng không biết tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh là bị nhất rất nhiều người ta lừa mình như vậy. Trước đây tôi cũng bị một vài cái điều như vậy. Nhưng sau này tôi nhận biết rằng là mình phải cẩn thận hơn với những loại người này. Xin Chúa cho tôi và anh chị em hãy cẩn thận, đừng vội vàng ăn thức ăn của nó và đừng vội vàng lập ước với nó. Khi anh em ăn thức ăn của nó là gì? Đó là những cái món quà nó tặng, hoặc là nó mời anh em đi bồi linh, nó mời anh em đi tham dự cái chương trình này, tham dự chương trình kia. Nhưng mà kỳ thực những chương trình của người này người kia tổ chức là tốt, là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái kẻ dắt anh em đi á lại là người có cái sự gian ác. Rồi cuối cùng chúng ta lại làm bạn, chúng ta liên kết với cái kẻ ác mà chúng ta không hay. Rồi sau đó họ lợi dụng chúng ta. Rồi chúng ta trở thành con người gì không? Giống như họ như vậy. Cuộc đời chúng ta không biết mình đi đâu. Và ai là cái chỗ mình liên kết. Rồi chúng ta đi đâu cũng bị người ta coi thường. Người ta sỉ nhục, chà đạp mình. Chúng ta biết dân Gabaon này, nó có từ nó Gabaon mà chúng ta thấy rằng là nó có được cái gì? Dòng dõi Gabaon bị rủa xả, bị chà đạp, bị coi thường thôi. Tại vì nó đã từng đi lừa người khác. Cái sự lừa dối á, rồi sau này cũng sẽ lộ ra thôi. Không có sự lừa dối nào mà nó sẽ tồn tại hoài được đâu. Cái kim á, mà anh em bỏ trong túi rồi sớm muộn nó cũng lòi ra. Đức Chúa Trời không có chịu khinh dễ đâu. Và Chúa không phải là một cái pho tượng để rồi chúng ta đứng trước mặt Chúa muốn làm gì đó làm. Người ta theo những cái tôn giáo khác, thờ những cái tượng thần khác, người ta hay đánh lừa lắm. Ví dụ như là vào cái ngày tháng giêng này nè, tháng 2 nè, người ta hay đi chỗ này chỗ kia để người ta xin lộc đầu năm, đi cúng bái. Một con heo quay thôi, ở trong một cái đình thờ nào đó, người ta có thể bán cho người này, bán cho người kia tới cả 100 người trong một ngày với một con heo để cúng cái thần đó. Nhưng thật sự đó là cái sự lừa đảo thôi. Như vậy người ta vẫn tin và người ta vẫn làm như vậy. Người ta vẫn tin vào cái sự lừa dối đó. Người ta vẫn làm trong cái sự lừa dối đó mà người ta không ý thức được là mình đang bị lừa. Dẫu rằng mình biết mình bị lừa, nhưng mà mình cũng vẫn làm đó. Nó giống như một cái thói quen. Anh em hãy cẩn thận với những người này. Tại vì kẻ lừa dối, nó làm, bản chất nó làm ma quỷ.
kẻ gian ác ở trong người nó. Nó đang đội lốt thôi. Liên quan vấn đề giáo sư giả, tiên tri giả, anh em hãy cẩn thận về thức ăn của nó. Đó là những lời dạy dỗ. Nó dạy dỗ cái gì? Nó sẽ bí mật đưa vào những cái tà giáo quỷ hoại. Bí mật đưa vào những cái tà giáo hay là những cái giáo lý sai trật. Và nó có những giáo lý gì? Những cái sự dạy dỗ và những cái giáo lý của nó lúc đầu á nghe nó dường như nó đúng, nhưng mà nếu anh em càng đọc càng theo nó thì chúng ta thấy nó sai hết hoàn toàn. Thứ hai, chối bỏ đấng đã mua chuộc họ. Chối bỏ đấng đã mua chuộc họ, như vậy chối bỏ Chúa, chúng ta tin ai? Tin Chúa. Chúa chúng ta là ai? Chúa Giêsu, người được Đức Chúa Trời sai xuống thế gian này. Ngài sanh ở nơi chuồng chiên máng cỏ. Ngài mang thân xác làm con người. Ngài sanh ở tại làng Bethlehem và sống ở tại thành Nazareth. Và Ngài thi hành chức vụ lúc Ngài 30 tuổi. Và Ngài chết và về và được sống lại ở nơi mồ mả năm thứ 33. Đột nhiên có một người nào đó họ đến họ dạy dỗ chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ Ngài đã trở lại lần thứ hai này rồi, Ngài đã đến trần gian này rồi. Mà lần thứ hai á, lần đầu á là mang thân xác một con người để sống và được sinh ra bởi một cô trinh nữ. Như lần thứ hai này, Ngài đã nhập xác vào một cái vị này đó, cái ông này nè, và ông này là Giêsu. Thế là họ tôn thờ cái người đó, họ nói là cái ông đó là Giêsu á giáng sanh lần thứ hai đó. Họ nói rằng Giêsu đang xuất hiện ở chỗ này, đang xuất hiện ở chỗ kia. Chúng ta hãy chạy đến chỗ đó để chúng ta tìm, để chúng ta nhận. Nhưng mà anh chị em biết điều đó là điều gì? Đây là một cái sự lừa đảo, lừa dối. Ma quỷ đó là kẻ lánh lừa mà. Nhưng tôi rất tiếc là gì phải không? Có rất nhiều anh chị em đã học giáo lý rồi, đã biết Chúa là ai rồi, lại là người mù quáng tin vào cái sự lừa đảo trắng trợn của nó. Tôi biết anh em nghĩ như thế nào mà lại tin vào những cái sự lừa đảo vậy? Dẫu biết nó là sai, dẫu biết nó là kẻ gian ác, nhưng vẫn cố tình tin vào cho nó bằng được. Chúng ta đang đánh đổi cái mạng sống và linh hồn chúng ta cho kẻ ác kẻ dữ. Chúng ta đang xem thường cái linh hồn của mình. Ở anh chị em, chúng ta thấy rằng cái kẻ gian ác này nó sẽ đánh lừa chúng ta, nó đội một cái lớp nào đó. Anh em hãy cẩn thận, để chúng ta cần phải nhận ra nó nữa. Anh chị em cần phải biết rằng ma quỷ là kẻ gian ác. Nó sẽ dạy anh em những cái giáo lý, và những cái giáo lý đó đó, thí dụ liên quan vấn đề niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Chúa Giêsu đã đổ huyết ra một lần đủ cả ở trên thập tự giá để xóa sạch tất cả tội lỗi của anh chị em. Và anh chị em không cần phải làm thêm một cái điều gì nữa để nhận sự cứu rỗi. Chúng ta không thể nào phải nỗ lực thêm một cái gì đó để chúng ta mới có thể đạt được cái sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Chúa Giêsu dành cho chúng ta bằng cách là Ngài đã đổi mạng của Ngài, Ngài đã bỏ mạng của Ngài, Ngài đã chết để xóa sạch cho chúng ta rồi. Tôi và anh chị em tin vào cái công việc của Chúa Giêsu làm trên thập tự giá.
Chúng ta tin vào dòng máu của Chúa Giêsu đã đổ ra là chúng ta đã được sự tha tội rồi, chúng ta được xóa sạch tội lỗi rồi. Không cần anh em phải nói là tôi phải đi nhóm ngày thứ bảy là tôi mới được cứu, còn đi nhóm ngày chủ nhật là tôi không được cứu. Hoặc là tôi phải ăn cá đó, mà cá lóc đó, thì tôi mới được cứu, còn tôi ăn cá chê, cá dồ là tôi không được cứu. Tôi ăn thịt gà là tôi mới được cứu, còn tôi ăn thịt heo á, hoặc là ăn thịt vịt á, là tôi không được cứu. Anh chị em đang làm cái gì? Có những người đến dạy dỗ chúng ta, họ đưa những cái giáo lý thêm một cái gánh nặng cho chúng ta nữa. Mà Kinh Thánh á, ông Phaolô đó nói với họ là sao? Anh em làm không nổi, Chúa biết chúng ta làm không nổi, Chúa đã cất ra khỏi chúng ta, và nhờ dòng máu của Chúa Giêsu Chúa đã gánh thay chúng ta rồi, thì chúng ta không thể nào đặt cái gánh nặng nó cho người khác nữa. Chúng ta thấy ngày hôm nay có rất nhiều người anh chị em á, đi nghe những cái bài giảng lên trang mạng á, mà tôi thấy cái số người theo dõi những cái vị mục sư đó rất là nhiều. Đó là những cái vị mục sư mà dạy người ta về luật pháp và đặt người ta những cái luật trên đời sống của họ. Như là hội thánh của nhóm ngày thứ bảy đó, như là ông mục sư Dương Quốc Tùng và Dương Quang Thoại đó, họ cũng nói về Chúa Giêsu, họ cũng nói về sự cứu rỗi, họ cũng nói về những điều tốt lắm, nhưng mà họ lại trồng cho chúng ta những cái luật, thí dụ như luật ngày Sa-bát là phải nhóm cái ngày thứ bảy. Nếu mà không nhóm ngày thứ bảy á, là xuống địa ngục hết. Có phải không? Chúng ta tự đặt cho mình những cái lực, và lực này là Chúa đã làm sạch cho chúng ta rồi. Ngài đã đấng đã giúp đỡ cho chúng ta rồi. Nhưng có một số người đến chúng ta dạy chúng ta về những cái giáo lý nó quá tự do. Có nghĩa là chúng ta cứ thoải mái sống phạm tội. Phạm tội càng nhiều cũng không sao, tại vì Chúa xóa hết rồi. Mà mình phạm tội á, mình cũng không cần ăn năn nữa, mình về nước thiên đàng rất là tự do. Đây là một cái sự đánh lừa, mà có nhiều người đã tin vào cái sự lừa dối này. Họ tin vào những cái giáo lý, tin Chúa được thịnh vượng về đời này thôi, được giàu có, được thịnh vượng. Nhưng mà anh em biết á, cái sự giàu có thịnh vượng á là dành cho những người giảng cái đó thôi. Họ giảng cho anh em, rồi họ kêu gọi anh em chân thiết, rồi họ nói về vấn đề thịnh vượng. Nhưng mà thật sự á, cái tài sản á của họ là nhiều lắm, chứ còn anh em chả có gì chứ. Họ dạy những cái giáo lý, nhưng mà cuối cùng rồi họ không giúp cho chúng ta được cái gì, nhưng họ lại làm chúng ta thêm những cái gánh nặng. Chúng ta thấy Giô-sê và đoàn dân Ê-sên bị cái gánh nặng của cái dân này, đáng lẽ phải trừ diệt đó, bây giờ lập giao ước của nó rồi, nó có bị cái gì là mình phải giúp đó. Nó cứ gào thét hoài, nó gọi đi thoại hoài, thì mình phải giúp nó thôi. Đó là cái giao ước đã lập rồi anh chị em. Anh em hãy cẩn thận, còn nhiều cái thứ khác nữa. Sẽ có những người họ đến và họ đưa chúng ta những cái sự sai chập. Có một chị em này, chị này, chị mới nói với tôi, chị nói rằng, mục sư ơi, có một người á đã từng học cái lớp của mục sư, sau đó bây giờ họ lại tham gia một cái lớp học khác nữa. Mà cái lớp học kia đó, thì người ta nói tiên tri nữa. Người ta nói tiên tri á, theo tôi nhìn ra đó là người ta nói những lời rất là hay, không có một cái lời nào mà đem cảnh cáo cái tội lỗi người này, mà trong khi đó người này sống rất là sai chập. Và cái người kia nói tiên tri chỉ nói rằng là tin Chúa được phước, được giàu có, được thịnh vượng thôi, giống như dùng những cái lời đó đó để nâng đỡ đức tin, nhưng mà kỳ thực đó là gì, để chiêu dụ thôi.
chúng ta thấy có những cái tiên tri giả trong thời kỳ của Jeremy. Jeremy Chúa dùng ông để cảnh cáo vua trong thời điểm đó là phải từ bỏ con đường gian ác, thì dân sự mới được tự do. Nhưng mà vua và những người quan tướng thời điểm đó sống trong sự gian ác. Ông vua ông mới tập hợp những cái vị tiên tri khác, là những cái người chỉ nói về những sự thịnh vượng cho ông vua này, nói về những điều tốt cho ông vua này, nhưng không bao giờ nói dám nói cái lời cảnh cáo. Thì cuối cùng ông vua ông cho đó là Jeremy là một tiên tri giả, còn những người kế bên ông mà nói giả thì ông cho là thật. Và cái điều đó đã đến cuối cùng thì dân sự sống trong cái sự đau khổ. Chúng ta thấy rằng anh chị em cần phải cảnh giác, tỉnh thức và dè dữ trong những ngày cuối cùng này. Vì kẻ thù nó sẽ là dân Gabaon, mà ngày hôm nay đó là ma quỷ, nó sẽ đội lốt đến lừa anh chị em. Cái kẻ xấu đó, họ đến với chúng ta, họ có những cái động cơ. Ở câu số 3 nói thế này, Phi-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 1 câu 3, và câu 3 nói: họ vì tham lam sẽ bịa đặt nhiều chuyện để bóc lột anh em. Sự hình phạt dành cho họ vẫn sẵn sàng từ lâu, và sự hủy diệt của họ chẳng hề ngủ. Chúng ta thấy cái số phận của họ là gì? Đó là sự hủy diệt. Cái động cơ của tiên tri giả, của giáo sư giả, đó là gì? Họ tham lam. Chúng ta thấy có những người đến với hội thánh với những cái động cơ. Động cơ đó là tham lam. Động cơ đó là gì? Chia rẽ. Động cơ là gì? Ăn không được, phá trà hôi, trả thù. Có nhiều người đến với chúng ta, họ hướng dẫn chúng ta, họ dạy chúng ta, nhưng mà không phải cho chúng ta với một cái tinh thần, một cái tấm gương mẫu hầu việc Chúa thật sự. Họ đến vì cơ vụ lợi thôi, tại bản chất của họ là tham mà. Thì sớm muộn gì họ cũng đề cập vấn đề là gì? Đó là vật chất thôi. Và anh chị em sẽ dễ bị nó lừa. Anh chị em biết rằng có một vài người đã tin vào sự lừa dối đó. Người họ đến với chúng ta, lúc đầu thì họ dạy kinh thánh rất là tốt, sau đó là họ bày cái chuyện đi làm ăn, nói rằng là hãy mở công ty, rồi hãy mở một cái công việc gì đó. Họ nói rằng là mình phải đứng trên chân của mình, tự mình nuôi mình. Rồi họ nói rằng là mình phải kinh doanh một cái điều gì đó chứ, để mình là quản lý lo cho hội thánh. Rồi mình phải dùng cái tiền của mình làm đó đó để mình nuôi cho gia đình của mình, và thậm chí mình đi truyền giáo nữa. Một cái lời nói hình như là rất là hay và nghe nó rất là thiêng liêng. Nhưng mà sau đó đó, họ bắt đầu cũng đầu tư tiền cho anh chị em nha, chứ không có đâu. Nhưng mà sau đó thì họ đòi hỏi anh em là phải gia nhập vào cái tổ chức của họ, rồi phải gia nhập vào cái hội thánh của họ, rồi họ mới góp tiền thêm nữa. Nhưng mà cái đồng tiền của anh em đó là gì? Họ gửi cho em là gì phải không? Là cái miếng mồi. Là gì không? Đó là những cái miếng dẻ gắt, đó là những cái miếng bánh vụn, đó là những cái mà họ đã đi lừa người khác để rồi họ đưa cho anh em thôi. Cái của cái sự lừa dối, cái của sự giả tạo thôi. Rồi chúng ta là mồi cho họ. Thậm chí có những người đến với anh em, họ còn hướng dẫn anh em làm gì? Đó là mua bán những cái sản phẩm đa cấp. Tôi có một vài anh em đã bị trúng kế, là bị lừa cái này. Như là những cái sản phẩm về những cái mặt hàng đa cấp. Nghe ăn uống hoặc là nghe nó rất là hay, nó rất là bổ dưỡng, rất là tốt. Nhưng mà đằng sau đó là gì không? Nó khích lệ chúng ta
và nó xúi dục chúng ta làm cái chuyện gì? Thứ nhất là chỉ làm gì? Cho khỏe thân thể của mình. Anh dùng cái sản phẩm này sẽ khỏe thân thể của anh dữ lắm. Rồi thậm chí anh còn có tiền để lo cho đời của anh, mà thậm chí anh còn có tiền để lo cho đời con cái của anh nữa. Nhưng cuối cùng ai bị lừa? Mình bị lừa. Mình phải bỏ rất nhiều tiền cho những cái việc đó. Nhưng cuối cùng mình sao? Mình cũng bình thường thôi. Chúng ta thấy, hãy cẩn thận trước những cái kẻ, trước những người họ có thể đội một cái lớp nào đó. Họ không nói về, lúc đầu họ nói về thuộc linh nha, họ nói giống như Chúa như vậy đó. Nhưng mà kỳ thực họ chối bỏ đấng mua chuộc mình. Họ dạy những cái giáo lý dẫn chúng ta vào con đường lầm lạc, đánh mất cái sự cứu rỗi. Thậm chí có những người họ dạy chúng ta rằng Đức Thánh Linh không còn hành động nữa, và chúng ta đang sống một thời kỳ chỉ có tình yêu thương mà thôi, không còn quyền năng nữa, không còn Thánh Linh nữa. Thánh Linh chỉ có hành động trong thời kỳ đầu tiên thôi, hội thánh đầu tiên thôi. Bây giờ Thánh Linh của Chúa có thể ngày đi ngủ rồi, có thể ngày đi xả hơi rồi, ngày không có thời gian ở đây mà để lo chúng ta đâu. Bây giờ phần lớn là chúng ta phải tự nỗ lực, tự lo mình thôi. Đây là một câu nói mà tôi nói mang tính chất là nghe cho nó dân dã chút thôi. Nhưng mà kỳ thực họ dùng những cái sự giả dối để nói chúng ta rằng Thánh Linh của Chúa không còn hành động nữa, không còn ăn tứ, không còn quyền năng, không còn sự chữa lành và không còn sự giải cứu nữa. Thì bây giờ tất cả chúng ta chỉ sống là nhờ bác sĩ thôi, thậm chí là chúng ta phải sống nhờ thuốc tây thôi. Anh chị em thấy trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, bao nhiêu bác sĩ chết, vì bao nhiêu người chết khi họ đối diện cái dịch bệnh này. Hình như những con người á, mà tự vỗ ngực, tự cho mình là tri thức, tự cho mình là nhân danh khoa học này kia đó, chúng ta thấy bao nhiêu người đã chết, rất nhiều người, phải không? Như vậy khi con người ta xúi dục người khác xa cách Đức Chúa Trời, xa cách về Chúa, và họ có thể dùng đủ mọi cách để che đậy cái sự lừa dối đó. Nào là gì? Giả dạng là một cái người dễ thương, giả dạng là một người nghèo khổ, giả dạng là một người giàu có, giả dạng là một người đẹp trai. Anh chị em thấy ma quỷ có thể mang hình ảnh một vị thiên sứ sáng láng mà, để làm gì? Để lừa dối chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 11 từ câu 14 câu số 15, điều này không lạ gì, chính quỷ Satan cũng thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng. Thế thì các tôi tớ đó ngụy trang thành tôi tớ của sự công chính cũng đâu có gì lạ. Kết cục họ sẽ đầy lãnh đầy hậu quả những điều họ làm. Anh chị em thấy nè, giáo sư giả, tiên tri giả, tín đồ giả, người hầu vị Chúa giả, họ không bao giờ có một đời sống trung tín. Họ không có một cái kết quả tốt. Phần lớn họ để lại những cái tấm gương xấu thôi. Anh chị em hãy nhìn trái và biết cây. Nhìn trái và biết cây, anh chị em đã thấy rất rõ cái bản chất của họ là như vậy đó. Nó đến với chúng ta thứ nhất, đó là nó đánh lừa hay lừa dối anh chị em. Nó đội một cái lớp giả tạo để đánh lừa Giô-sê, đánh lừa mọi người. Điều mà Chúa muốn nhắc nhở tôi và anh chị em, khi chúng ta lỡ bị lừa rồi sao? Ở đây, Giô-sê ông đã làm gì? Khi làm giáo nước đó xong, khi bắt đầu đi chinh phục xứ lân cận kế bên, thì biết được nó rồi. Thì bây giờ phải tiếp nhận dân này
Lúc này là lúc Chúa dạy cho Giô-sê và toàn dân bài học. Đừng vội vàng lập giao ước với ai. Và phải cầu nguyện dầu người đó như thế nào, dầu việc lớn hay việc nhỏ, phải kêu cầu Chúa. Cảm ơn Chúa, trong những ngày vừa qua tôi thấy rất nhiều anh chị em trung tín trong sự cầu nguyện. Anh chị em trung tín trong cầu nguyện á, điều đó để giúp cho anh em chứ không phải là giúp cho tôi. Anh em cầu nguyện để giúp cho anh em á, để mình tập cho mình một cái thói quen để chúng ta bước vào trong cái giờ cầu nguyện. Chính tôi cũng vậy. Trong cái thời gian qua cầu nguyện á, là tôi tập thành cho tôi có một cái đời sống tinh kính, là kỷ luật mình trong những giờ mình đặt ra để mình cầu nguyện. Phần lớn chúng ta nói rằng ô, chúng ta nên có một đời sống cầu nguyện. À, tôi cũng cầu nguyện một đời sống mà, tôi lúc nào tôi cũng cầu nguyện, điều đó tốt. Đó là chúng ta nói cho chính mình thôi. Nhưng để mà gây dựng được người khác á, thì chúng ta bắt đầu tập thành cho từng cái giờ mà mình cầu nguyện. Khi anh em có một cái giờ ấn định trong sự cầu nguyện á, thì anh em sẽ có một cái thói quen. Cái thói quen này đó, nó lặp đi lặp lại thường xuyên, nó trở thành một cái đức tính ở trong anh em luôn. Nó trở thành một cái tính cách anh em không giờ bỏ nó được. Và khi anh em có một cái tính cách đó rồi, anh em sẽ gặt hái một cái thành công, một cái phước hạnh. Không có người nào gieo sự cầu nguyện mà gặt tai họa chứ. Không có người nào gieo cái sự cầu nguyện mà gặp sự nghèo đói chứ. Không có người nào gieo sự cầu nguyện mà chết yểu chứ. Người nào gieo cái sự cầu nguyện là người đó chắc chắn sẽ gặp được những sự tốt lành và cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho người đó. Đó là lời hứa của Chúa. Khi anh em gieo cái sự cầu nguyện là anh em gieo hạt giống. Hạt giống là lời của anh em được nói ra. Hạt giống là lời mà anh em được gãi ra đó. Anh em sẽ có một cái mùa gặt. Chúng ta đừng nản lòng. Hãy kiên trì trong sự cầu nguyện. Đừng mệt mỏi, đừng chán nản. Tôi đặt anh em biết. Thí dụ trong những ngày qua, tôi mời một vài anh em đi theo tôi để cầu nguyện từng hành. Dĩ nhiên có rất nhiều anh em muốn đi theo. Nhưng để chọn những người đi theo tôi để cầu nguyện là tôi phải chọn những người có một đời sống, có một đức tính cầu nguyện tốt. Anh không có cầu nguyện ngày nào hết chứ. Anh đi theo tôi để làm gì? Anh đi chơi à? Anh đi theo để làm gì? Đi du lịch à? Anh có thể thuê xe, anh có thể đi du lịch cái kiểu của anh. Còn tôi đó là tôi không chọn cái người đó nữa. Trước đây thì tôi thấy rằng là ồ, tôi còn nên tập cho anh em để anh em có thể đi theo tôi để cầu đi theo tôi vừa cầu nguyện mà được đi chơi. Nhưng cuối cùng tôi chả gặp được cái gì tốt lành hết. Tôi là người chạy xe chở anh em đi cầu nguyện từng hành. Tôi là người hướng dẫn anh em cầu nguyện và tôi là người cũng hỗ trợ tinh thần cho anh em nữa. Mà đáng lẽ anh em đi theo tôi anh em phải cầu nguyện mà không có cầu nguyện, đi gieo gắt gối cho tôi thôi. Như vậy đội ngũ cầu nguyện là anh em phải có cái linh cầu nguyện đi trước. Anh em phải có tâm linh cầu nguyện trước. Và khi anh em có tâm linh cầu nguyện rồi đó, ở nhà anh em cũng cầu nguyện. Và khi đi cầu nguyện từng hành, anh em cũng phải là người chiến sĩ cầu nguyện. Anh em là người chiến sĩ mà, chiến sĩ trong sự cầu nguyện, chiến sĩ trong cái đời sống tinh kính mà, chứ không phải là anh em đi chơi. Nhưng cái đó, anh em đừng có buồn khi tôi không có kêu anh em đi theo tôi đi cầu nguyện từng hành. Đừng có buồn cái vấn đề này. Đơn giản lắm. Tại vì tôi nhìn thấy trong anh em không có một đời sống cầu nguyện thật. Và anh em theo tôi chỉ làm gieo gắt gối cho tôi thêm thôi. Và cản trở cái chương trình cầu nguyện thôi. Nhưng đó thà anh em ở nhà để làm công việc khác. Có thể anh em làm những công việc khác nó còn tốt hơn trong cái chương trình đi cầu nguyện. Tại vì sao vậy? Không có cùng cái dòng chảy trong cái sự cầu nguyện á, là rất là khó. Có thể chú dùng anh em vào cái công việc khác, đó là đi truyền giáo. Hoặc là làm một cái công việc gì đó ở trong hội thánh thì ok. Như vậy thì tôi và anh chị em cũng đừng có phàn nàn về vấn đề này, nhớ không? Hãy giữ cho mình có một cái đời sống tin kính Chúa. Dĩ nhiên Chúa sẽ kêu gọi anh em trong những lĩnh vực khác nhau. Có người thì Chúa kêu gọi anh em làm công việc này, có người Chúa kêu gọi anh em làm việc khác. Nhưng cái chuyện mà cầu nguyện đó là không phải là Chúa kêu gọi đâu anh chị em, mà là cái thái độ của chúng ta, đó là cái lòng tôn kính Chúa của chúng ta, đó là cái lối sống của chúng ta rồi. Có nhiều người nói Chúa đâu có kêu gọi tôi cầu nguyện đâu. Tôi không biết anh em nghĩ sao mà anh em lựa là
thành tới cái mức độ nào rồi mà anh em tôi không cần cầu nguyện, phải không? Sự cầu nguyện đó là một cái lối sống hàng ngày của chúng ta, đó là một cái cách sống bình thường của chúng ta thôi. Anh em biết ngày hôm nay ma quỷ nó có thể cám dỗ chúng ta nhiều cái thứ khác lắm để chúng ta ra khỏi cái thời gian ở riêng với Chúa. Nó có thể dùng những cái sự bận rộn nè, nó có thể dùng những cái sự ngăn trở trong tâm linh nè, thấy không? Nó dùng người này dùng người kia nè, cản trở chúng ta trong sự cầu nguyện. Mà khi chúng ta bị sự ngăn trở đó rồi thì chúng ta sẽ bị nghẹt ngồi trong dây thuộc linh thôi. Chúng ta có thể đến với nhau rất là tốt, đến gặp người này gặp người kia rất là tốt, nhưng mà anh em đến với Chúa không được thì rất là khó. Có nhiều người nói rằng tôi cầu nguyện một mình, toàn anh em chứ thật sự ở nhà anh em cầu nguyện một mình không, hay là anh em đang dùng những lời nói giả tạo để mà bày tỏ chính mình ra? Không, cái đó nó không phải đâu, cái đó không có phải là một lối sống cầu nguyện thật đâu. Anh em mà cầu nguyện được riêng tư với Chúa thì anh em cũng phải cầu nguyện được với nhau rồi. Dĩ nhiên chắc chắn điều đó, cầu nguyện riêng với Chúa thì dĩ nhiên với nhau là phải được. Chúng ta nói tôi cầu nguyện với Chúa tốt lắm, mà với nhau không được thì sao? Mà trong khi đó mà anh em đi giải cứu người khác là giải cứu ai? Có rất nhiều người á, là đi giải cứu người này, giải cứu người kia, mà cái đời sống cầu nguyện thì không có, thì rất là nguy hiểm đó nha anh chị em. Hãy cẩn thận. Chúng ta không phải là đang đùa. Làm công việc thánh, làm công việc thuộc linh này không phải là việc đùa. Nha. Tôi cảm ơn Chúa đó. Tôi phục vụ cho cái công tác về truyền giáo và cầu nguyện chữa lành giải cứu. Nếu tính ra trong thời gian năm 2000 đến nay là 20 năm. Năm 22 rồi. Là 22 năm rồi. Trong 20 mấy năm vừa qua, tôi chứng kiến, tôi nhìn thấy có rất nhiều người hầu việc Chúa thời gian đầu rất là mạnh mẽ. Mục sư ơi, cầu nguyện sức dầu cho tôi để tôi được ơn trước mặt Chúa đi giải cứu và chữa lành cho người khác. Tôi thấy cái lòng của anh em rất là tốt. Tôi cũng cầu nguyện chuyển giao sự sức dầu cầu nguyện cho anh chị em. Thì thời gian đầu anh em cũng mạnh mẽ lắm. Nói rồi lúc nào cũng nhờ mục sư cầu nguyện này kia. Nhưng khi anh em bắt đầu cầu nguyện cho một người, giải cứu cho một người, giải cứu cho hai người, giải cứu cho ba người được rồi, bắt đầu trở mặt nha, khinh thường thôi nha. Thật sự cái chuyện mà anh em trở mặt mà khinh thường tôi, nó chả quan trọng gì. Tôi nhìn thấy trong anh em có cái linh của sự chống nghịch Đức Chúa Trời mà lại đi hầu việc Đức Chúa Trời. Nó có một cái ngộ gì lắm. Có những người là chống nghịch Chúa mà lại đi hầu việc Chúa. Tôi không hiểu sao được. Không biết anh em nhìn thấy không? Chúng ta hãy kiểm tra trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có chống nghịch Chúa không? Mà chúng ta đi hầu việc Chúa, mà vừa chống nghịch Chúa mà lại đi hầu việc Chúa là sao? Như vậy cái động cơ chúng ta là cái gì? Có phải thật sự là đi hầu việc Chúa không? Anh em biết rằng tôi và anh chị em cần có những người cầu thay cho mình, cần có những người lãnh đạo. Chúng ta thấy rằng Giô-sê, dẫu rằng ông thất bại trước dân Gabaon này, là ký kết ký giao ước với cái dân Gabaon này, nhưng không có nghĩa là toàn dân Y-sơn bị gã đáp hết. Không có nghĩa là toàn dân Y-sơn không còn tôn trọng Giô-sê này nha. Anh em thấy không? Họ vẫn tôn trọng Giô-sê. Vì sao vậy? Vì khi cái sự thiếu sót Giô-sê, sau đó ông cũng hạ lòng xuống. Ông xin Chúa thương xót và xin Chúa cái tha thứ vì ông nhận ra được những cái sai chặt đó. Rất nhiều anh em ấy nghe, thì thấy cái sự thiếu sót của ông Giô-sê, thấy sự thiếu sót của ông mục sư mình, bắt đầu dở trò. Tôi biết anh em dở trò để làm cái gì. Anh em thể hiện mình là một người dường như là thuộc linh, nhưng mà thật sự là kỳ thực trong anh em nó không có sự thuộc linh. Dường như thôi, nhưng mà mình tưởng là mình là thuộc linh, nhưng mà mình không có chút thuộc linh. Và đây là điều mà chúng ta gieo những cái sự lộn xộn, gieo những cái sự bất hòa, gieo những cái sự chia rẽ thôi, chứ chả cái giúp ích được gì. Có thể anh em giải cứu được một người nào đó, nhưng không có nghĩa là anh em là người thánh một cách trọn vẹn đâu anh chị em. Chúng ta nhờ thánh là nhờ Chúa đó. Nhờ Chúa mà nhờ thánh linh của Chúa, mà nhờ lời Chúa mà chúng ta được thánh quá. Nhưng đó thì chúng ta còn rất là non trẻ. Và đừng có tưởng mình là già rồi. Anh chị em biết có một số anh chị em trước đây, tôi cũng đã từng giải cứu và giúp đỡ cho họ.
họ cũng hoàn thành những cái khóa huấn luyện giải cứu này kia, họ cũng hoàn thành những cái chương trình mà đào tạo rất là tốt, cũng rất là cảm ơn Chúa. Sau này họ nói tôi không tôi đâu cần mục sư đâu, tôi đâu cần mục sư đâu mà tôi cũng trở thành người không biết Chúa đó. Anh ấy biết bây giờ họ làm gì không? Đi kinh doanh. Họ nói là mục sư bây giờ phải kinh doanh. Cái chương trình đó, cái chương trình của họ đó mà Chúa dành cho họ đó là đi truyền giáo, đi mở hội thánh đó, thấy không? Họ bắt đầu họ dừng lại, họ chuyển qua cái dạng khác là gì phải không? Hầu vị Chúa. Nhưng mà với cái lòng tham đầy dậy trong đó. Mà họ dạy nha. Họ ra vẻ rất thuộc linh nha. Họ ra vẻ rất thuộc linh đó. Thậm chí họ còn cấm đón người khác là không được liên hệ với tôi nữa. Tôi không nghĩ là họ lại nghĩ sao họ làm như vậy. Họ cản trở nữa chứ. Có thể lý do tại sao? Có thể tôi khích lệ anh em sống đời sống thánh khiết, đời sống tốt quá. Nhưng đó thì họ không thích. Tại sao vậy? Tại khi anh em mà gần gũi với tôi, anh em sẽ lột được cái mặt nạ của họ, nhận ra được cái bản chất thật của họ. Nhưng đó họ sợ lắm. Họ sợ là cái vỏ của họ sẽ bị lột ra. Họ sợ là cái mặt nạ của họ sẽ bị gớt xuống. Họ sợ là cái áo của họ sẽ bị lột ra. Nhờ đó thì họ dùng đúng một cách để ngăn chặn. Tôi nói anh em biết, anh em đang là con của Chúa chứ không phải là con của một cái pho tượng. Anh em nhớ nha, anh em là con của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở sống trong chúng ta, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Ngài không chịu khinh dễ đâu. Vì cái ấy, anh em hãy học cái bài học của Giô-sê này. Dẫu rằng Giô-sê đang đối diện cái điều này, nhưng mà Chúa vẫn dùng ông. Anh em ở đây mới có bao nhiêu trận? Trận thứ nhất ở tại Dinh Ranh là một cái trận rất là nhỏ, nó không có gì hết. Thứ hai là ở tại Jericho. Thứ ba là thành Ahi. Và thứ tư là ở đâu? Là ở tại cái dân Gabaon này. Dân Gabaon là ký giao ước, hòa ước dưới đây thôi. Chỉ duy nhất cái chỗ này thôi nha anh chị em, chứ không có chỗ nào khác nữa nha. Và Giô-sê phải tiếp tục chinh phục toàn xứ đó là 31 vua, là 31 cái thành khác nữa. Sau đó thì Giô-sê ông trưởng thành hơn, ông mạnh mẽ hơn, ông xác quyết hơn, ông kiên định hơn. Cuối cuộc đời của Giô-sê ông nói thế này: dầu mọi người có bỏ Chúa, dầu mọi người không có thờ phượng Chúa nữa, nhưng ta và nhà ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Tôi và nhà tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Anh em biết rằng ba cái mũi tên hay là ba cái vũ khí mà tấn công vào đời sống của chúng ta, thứ nhất đó là cái sự lừa dối, và thứ hai đó là cái sự cám dỗ. Anh chị em biết rằng ma quỷ hay là gân ông này cám dỗ Giô-sê và toàn dân bằng cái gì? Bằng những cái thức ăn, bằng những cái đó thôi. Nhưng mà họ đã bị những cái cám dỗ đó bắt phục họ. Và ma quỷ ngày hôm nay cũng dùng những cái miếng mồi ngon, những cái hình dáng giả tạo bên ngoài đẹp đẽ, hoặc là những cái sự đau khổ của ai đó để cám dỗ chúng ta. Nhưng anh chị em hãy cẩn thận, đừng để những cám dỗ đó nó chinh phục mình. Nhưng mà anh em phải thắng được những cái cám dỗ này. Khi anh em thắng được những cám dỗ đó thì nó chỉ là cái thử thách trong đời sống anh em thôi. Và anh chị em sẽ trở thành người Đức Chúa Trời sử dụng một cách lớn lao ở sau này. Điều thứ ba đó là sự kiện cáo. Anh em biết rằng nếu chúng ta đã ký kết với nó rồi, ký hòa ước với nó rồi, mà anh em không giữ đó, thì anh em sẽ bị nó kiện cáo. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ là kẻ kiện cáo anh chị em. Ở trong Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 21, từ câu 1 đến câu số 4, tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Dưới triều vua David,
có một nạn đói kéo dài 3 năm liên tiếp. Vua David cầu hỏi ý Chúa. Chúa phán, nạn đói xảy ra vì Saul và gia đình nó có nợ máu. Vì Saul đã sát hại người Gabaon. Người Gabaon không thuộc thành phần dân Israel, nhưng thuộc giống dân Amon còn sót lại. Dân Israel có thể không giết họ, nhưng vua Saul vì lòng nhiệt thành đối với các chi tộc Israel và Juda đã tìm cách tiêu diệt họ. Vua truyền gọi người Gabaon đến. Vua hỏi người Gabaon, ta phải làm gì cho các ngươi? Ta có cách nào chuộc lỗi vua Saul đã phạm để các ngươi cầu xin Chúa ban phước lành cho cơ nghiệp của ngài? Người Gabaon thưa, bạc vàng không thể giải quyết vấn đề giữa chúng tôi với vua Saul và dòng dõi vua. Mặt khác, chúng tôi không có quyền giết ai trong dân Israel. Vua bảo, các ngươi muốn xin bất cứ điều chi, ta sẽ làm cho. Anh em biết không? Hàng trăm năm sau, chứ không phải đơn giản nè. Cái việc này nó vẫn còn nha anh chị em. Chứ không phải là nó dừng đâu. Cái ký kết của Giô-sê để lại một cái hậu quả nhiều năm luôn. Nhiều đời luôn đó. Thời của vua Saul, ông là một người không có vâng theo ý muốn của Chúa, không có vâng lời Chúa, ông làm theo ý ông thôi. Cái việc mà ông Giô-sê lập hòa ước với dân Gabaon này đã được lưu truyền và nhắc đi nhắc lại cái nhiều lần. Các vua nào hay là vị nào cũng phải được nhớ, phải biết được điều đó. Vua Saul ông biết chứ không phải biết. Nhưng Kinh Thánh nói sao? Vì lòng nhiệt thành đối với các chi tộc Israel và Juda đã tìm cách tiêu diệt họ. Không? Đời của vua Saul đó nha, ông đã tiêu diệt rất nhiều người Gabaon chết. Nhưng đến đời của vua David á, ông vua David á, ông mới có cái ý rằng là chuộc cái lỗi của vua Saul. Và ông nói với cái người Gabaon, ông nói rằng các ngươi hãy cầu xin Chúa ban phước lành cho cơ nghiệp của ngài. Người Gabaon nói rằng bạc vàng không thể giải quyết được vấn đề này giữa tôi với vua Saul. Họ kiện đó anh chị em. Anh chị em đừng biết là nó kiện đó. Tôi cũng đã từng kinh nghiệm điều này nha. Có một lần tôi giải cứu cho một cái anh em đó. Thì có một anh em này á, cũng như là thấy nó quậy quạng rồi nó làm đủ trò ở chân đấy. Cái người anh em cũng đã câu cổ và hốt nó mấy cái. Sau đó nó đánh lại anh em. Nó kiện. Nó nói tôi thưa. Tôi mày thưa ai? Tôi đi thưa. Nó nói gì đó. Nó có quyền mà. Bởi vì khi anh em đi làm bất cứ việc gì liên quan đến cái việc thánh đó, thì anh em cần phải cẩn thận. Chúa dạy chúng ta làm sao thì chúng ta làm y chang như vậy. Hiểu không? Nếu anh em hầu vì Chúa với cái động cơ sai chập, Chúa không có chịu khinh dễ đâu. Hãy sửa đổi lại. Tại vì sao? Mình gieo giống chi thì mình sẽ gặt giống đấy. Vì những cái việc mà chúng ta làm đó, đến ngày cuối cùng lửa sẽ chỉ ra. Cái từ lửa chỉ ra là đưa vào con mắt của Chúa. Con mắt của Chúa như ngọn lửa vậy, sẽ chỉ ra hết. Anh em có thể qua mặt được tôi chứ. Tại vì Gabaon dân có thể nó qua mặt Giô-sê mà. Nhưng anh em qua mặt được Chúa không? Anh em qua mặt được Chúa thì cứ qua nghe. Rồi cứ đi đi. Rồi biết trời, biết đất, biết nắng, biết mưa, biết như thế nào. Có thời gian qua có một vài lần Chúa bày tỏ cho tôi về những cái sự
ngăn trở trong tấm lòng của anh chị em. Mà tôi thật anh em biết, tôi không biết lý do tại sao, mà tôi chỉ cần nhìn mặt thôi, hoặc là tôi nghe tên thôi. Tôi nói anh em biết rằng cái sai chặt ở trong anh em nó lộ ra trước mặt tôi. Không phải tôi nói để tôi đoán xét anh em, nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở cho tôi, để tôi nói cho anh em biết, để anh em làm gì? Hạ lòng ăn năn sớm, để kẻ ác nó không có kiện cáo anh em, để nó không có lấy cớ mà nó hãm hại mình. Bởi vì khi chúng ta có cái điều gì sai chặt đó, và Chúa đã nhắc nhở chúng ta rồi, thì anh chị em nên hạ lòng xuống ăn năn liền. Càng khiêm nhường, càng hạ lòng, thì anh em sẽ càng được thành công, càng được phước trước mặt Chúa thôi. Mà anh em cũng đừng có lo lắng quá vì cái kẻ kiện cáo này. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 10 á, tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn ra: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nó đã bị quăng xuống đất rồi. Mà nếu chúng ta có gì sai chập và chúng ta đang bị kẻ kiện cáo đó, nó kiện cáo mình, anh em hãy chạy đến với Chúa. Ở trong Dân Nhất đoạn 2 câu 1 nói: hỡi các con bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Cảm ơn Chúa, anh chị em có đấng cầu thay cho chúng ta. Chúng ta có một luật sư vĩ đại bào chữa chúng ta, và chúng ta có một đấng binh vực chúng ta, và máu của Ngài đã che cho chúng ta rồi, đã xóa cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta biết hạ lòng xuống, khiêm nhường, thay đổi và ăn năn và từ bỏ, thì chắc chắn chúng ta sẽ được phục hồi trở lại hoàn toàn, và kẻ kiện cáo này không có quyền kiện cáo chúng ta. Mà anh em cũng đừng kiện cáo nhau. Tôi thấy đó, có rất nhiều người thích kiện cáo nhau. Khi nghe người này làm chứng, nghe người kia làm chứng, hình như là không đúng ý của mình, hoặc là không đúng cái điều mình thấy, bắt đầu mình kiện. Hoặc là chúng ta nghe ông mục sư này giảng, nghe ông mục sư kia giảng, đúng không? Không hợp với mình, không đúng với mình, cái mình kiện cáo người ta. Tôi hỏi anh em là ai mà kiện cáo người của Đức Chúa Trời? Mình là ai mà mình đi kiện cáo người ta? Hãy cẩn thận, mới mốt có người khác kiện mình đó, kiện cáo mình đó. Kinh Thánh nói rằng nó sống hay nó chết là quyền chủ nó, và Đức Chúa Trời muốn cho nó đứng thì không ai có quyền làm cho nó ngã được trên anh chị. Xin Chúa ngài nhắc nhở để tôi và anh chị em nhận biết được kẻ thù Gabaon, nó là một trong những kẻ gây cái sự hiểm họa cho đức tin của chúng ta. Nó gây cái hiểm họa gì? Nó lừa dối, rồi nó khiến hay là nó mời gọi để chúng ta lập giao ước với nó. Nếu chúng ta thiếu đề phòng, thiếu tỉnh táo, thiếu sự cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đánh lừa. Và khi chúng ta bị lừa dối rồi, đức tin chúng ta sẽ bị dừng lại, sẽ không bao giờ mạnh mẽ được. Anh em biết, chúng ta thấy ở tại cái thành chinh phục cái thành, hay là chinh phục cái người dân Gabaon này, không có nói cái chữ đức tin ở trong đây. Cả cái đoạn này không nói cái đức tin gì trong đây, và luôn luôn nói những cái lời, phải nói thật sự là giống như là cảm thấy tiếc nói thôi. Những lời nó tiếc nói, đặc biệt là dân ông Giuse và dân Israel mà thôi. Tiếc nói là mình đã vội vàng, đã ký kết với nó rồi, đã lập ước với nó rồi. Và chúng ta thấy đã ký kết rồi đó là rất nguy hiểm anh chị em. Ở các anh chị em, chúng ta chưa lập gia đình, đừng vội vàng
ký kết cái hôn thú với cái người không chịu tin Chúa, không đặt niềm tin nơi Chúa. Đừng bao giờ nghe những cái lời ngọt ngào của nó hay là những cái lời giả tạo của nó, mình vội vàng mình tin. Khi anh em đi hầu vị Chúa, hãy cẩn thận với những cái người họ giả dạng đến gặp chúng ta. Đừng có vội vàng cầu nguyện cho họ tin Chúa, nhưng mà chúng ta không biết họ với cái động cơ gì. Đừng bao giờ nhận lời giúp đỡ cho một ai mà họ là người Satan sai đến. Hãy xin Chúa dẫn dắt chúng ta. Hãy cầu nguyện để Chúa dẫn dắt chúng ta. Có một lần tôi đã bị thất bại và sau đó tôi ăn năn. Có một cặp này á, nó nhờ tôi làm lễ cầu nguyện hôn nhân cho nó. Nó nói: mục sư ơi, cầu nguyện cho hai đứa con vì đó hai con thương nhau dữ lắm. Và chúng con trước đây cũng đã đổ vỡ nhiều lần rồi. Tụi con thì không muốn phải làm một cái lễ gì đó như các bạn trẻ. Tụi con muốn được sự tha thứ và tụi con muốn được mục sư cầu nguyện thôi. Tôi thấy nó dễ thương quá. Và tôi thấy nó cũng có cái thái độ là biết nhận ra cái lỗi lầm của mình. Và thế là tôi cũng cầu nguyện cho hôn nhân của tôi đó. Nó sống được 2 tháng. Nó gọi điện thoại thôi đó. Nó gọi điện thoại cho tôi đó: mục sư, giờ tụi con quyết định chia tay. Anh em biết, có những người họ đến với chúng ta chỉ lợi dụng mình thôi. Có những người đến với Chúa chỉ lợi dụng Chúa thôi. Kỳ thật họ không có niềm tin thật. Gabaon này, họ sợ chết, sợ bị tiêu diệt. Họ muốn được sống, nhưng đó họ đánh lừa. Có những người á, họ muốn đạt được cái yêu cầu của họ, họ muốn được thỏa mãn cái dục vọng của họ, họ đánh lừa người ta. Ở anh em, ở các bạn nữ, có những người đàn ông chỉ muốn đánh lừa chúng ta. Khi lên giường được các bạn rồi, họ sẽ hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Thậm chí nha, họ còn lợi dụng và họ còn giống như là trả thù chúng ta nữa anh chị em. Hãy cẩn thận những loại người đó. Anh chị em thấy bây giờ trang mạng nó đánh lừa đủ hết. Anh em hãy cẩn thận khi có những cái tin nhắn á, về lừa vấn đề quà từ thiện đó, hoặc là mua hàng sản phẩm này kia đó sẽ được có quà tặng. Ở đây á, cái lại có một chị em á, bị nó lừa với số tiền khá lớn. Vì vấn đề gì? Mua sản phẩm sẽ được thưởng. Và thế là teo đó, vì cái số tiền thưởng đó, cuối cùng rồi nó bắt mình mua cái sản phẩm đó hoài. Rồi mình phải muốn được tiền thưởng đó, phải trả thêm một cái số tiền nữa. Rồi nó giống như dùng cái miếng mồi á, nó câu nhử mình suốt. Cuối cùng mất một số tiền rất là lớn. Anh chị em hãy cẩn thận những cái tin nhắn. Nhắn anh em mời gọi anh em là vay cho vay đó. Anh em đừng có nghĩ á, cái chuyện mà cho vay trên điện thoại hay là trên tin nhắn đó, là cái đó nó tốt đó nghe anh chị em. Có một anh em này cho cũng đi vay cái số tiền nhỏ thôi. Tính ra đó, số tiền nghe nói rằng là khoảng chừng 10 triệu gì đó. Là vay trên tin nhắn thôi nha. Thì mỗi một ngày á, trả cho nó mấy trăm ngàn như vậy. Nếu mà trả không đúng giờ, sẽ nhân lên gấp đôi. Có nghĩa là nếu á, trả đúng giờ á, thì cái số tiền á là, thí dụ như là 500 ngàn đi. Trễ một tiếng đồng hồ, nó sẽ cộng lên gấp đôi là 1 triệu. Anh chị em biết á, trong thời gian ngắn thôi, nó phải cố gắng trả cho cái số tiền mà nó vay 10 triệu bao nhiêu không? Hơn 100 triệu anh chị em.
Đừng bao giờ vội vàng tin những cái kẻ lừa đảo. Có nhiều anh em biết nó là kẻ lừa đảo rồi vẫn cố tình gia vào nó, vẫn cố tình đi chung đường với nó, để cuối cùng nó là người gây tai hại cho mình và tai hại cho người khác. Tôi có một đứa em gái, nó quen với một cái loại người đàn ông mà tôi đã cảnh cáo cấm nó không cho nó quen. Nhưng mà anh em biết, cái loại người đàn ông này đã làm cho nó đau khổ và đánh đập nó thường xuyên. Và tôi phải khước từ nó. Cho anh em biết, anh chị em đừng có nghĩ rằng nó có thể tha người này, nó có thể tha người kia. Không đâu. Hãy cẩn thận giữ mình. Gabon đó là cái hiểm họa. Anh em biết để tránh. Đó là do mỗi người chúng ta. Tôi đã chia sẻ cho anh em rồi. Tôi đã nhắc nhở anh em rồi. Phần còn lại là chính quyền quyết định của anh em. Sau này, nếu anh em cố gắng phạm y chang như vậy, thì anh em gặp rắc rối. Tôi có thể giúp đỡ anh em bằng cách cầu nguyện giải cứu thôi. Còn tháo gỡ những cái chuyện kia là chính anh em phải tự tháo gỡ. Xin Chúa ngày ban phước cho anh em nha. Đừng để chúng ta bị đánh lừa. Đừng để cho vì cớ thiếu sự tỉnh táo, thiếu sự đề phòng mà ma quỷ đã lừa dối mình mà mình không biết. Nếu nó lừa anh em thì anh em phải nhận ra và ăn năn thôi. Chúa tha thứ cho con, vì con đã sai rồi, xin Chúa tha thứ cho con. Cảm ơn Chúa. Qua bài học buổi sáng hôm nay, xin Chúa nhắc nhở để tôi và anh chị em tránh cái sự lừa dối của nó, và đặc biệt là nhận biết được những cái vũ khí, cái mũi tên của nó hay là chiến lược của nó đó. Thứ nhất là gì? Lừa dối. Thứ hai, cám dỗ. Và thứ ba là kiện cáo. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày ban phước cho mọi người qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi xin phép kết thúc bài giảng ở tại đây. Xin Chúa ở cùng anh chị em.